Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu khiến một người tử vong. Nạn nhân là Nguyễn Văn Thanh, trú xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Trước đó, vào tối ngày 19 tháng 7, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Hùng, trú ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cùng với 3 thanh niên khác tổ chức nhậu ở nhà một người quen. Trong lúc nhậu, giữa Hùng và Thanh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hùng đã chạy vào trong nhà lấy một con dao Thái Lan đâm vào người khiến anh Thanh tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hùng đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Tại cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã phát hiện 4 đối tượng giả danh cán bộ cấp cao quân đội và công an. Theo đó, vào chiều ngày 18 tháng 7, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát tại cảng Sa Kỳ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm hành khách gồm 4 người qua cửa kiểm soát ra đảo Lý Sơn. Trong đó có 2 người mặc quân phục quân đội có biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, đối tượng mặc sắc phục quân đội, đeo quân hàm thượng tướng là Bùi Đức Thăng, trú ở thành phố Hà Nội. Đối tượng thứ hai đeo quân hàm đại tá là Nguyễn Ngọc Thuần, trú tại thành phố Hà Nội. Hai đối tượng khai mặc sắc phục quân đội, mang hàm thượng tướng và đại tá là giả. Đối tượng thứ ba khai cận vệ cho nhóm là Nguyễn Thanh Tùng, trú tỉnh Thanh Hóa. Đối tượng còn lại là Lê Kim Bình, thành phố Hà Nội, tự giới thiệu là thiếu tướng công an. Kiểm tra hành lý của nhóm này thì phát hiện nhiều phong bì in tên các cá nhân này và tên một số cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được các đơn vị điều tra làm rõ. Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy và bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin. Hai đối tượng bị bắt giữ là Giàng Thị Tồng, sinh năm 1984 và Giàng A Già, sinh năm 1986, cùng chú ở xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 bánh heroin có khối lượng hơn 152 gram và gần 0,3 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan. Hiện Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Chính quyền xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vừa cho biết, vào trưa ngày 20 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một trong 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi khi lội qua suối Vều, bản Cao Vều, xã Phước Sơn. Vị trí tìm thấy thi thể của nạn nhân cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 1 km về phía hạ nguồn suối Vều. Hiện lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại. Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7, sau khi đi trồng keo thuê ở khu vực bản Cao Vều, 12 phụ nữ cùng chú ở xã Phúc Sơn quay trở về thì phát hiện nước suối dâng cao chảy xiết do mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về. Những người phụ nữ này đã chia theo từng nhóm nhỏ cầm tay nhau lội qua suối để về nhà. Các tốp đầu lội qua suối an toàn nhưng 2 người đi sau cùng đã bị nước cuốn trôi mất tích. Phát hiện sự việc, mọi người xung quanh đã nhanh chóng tìm cách ứng cứu nhưng không thành do nước chảy xiết. Vào khoảng 15 giờ chiều ngày hôm qua, tại thôn trung tâm xã Đạ Cơ Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng lại xảy ra sạt lở, khiến cho một người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương rất nặng. Thời điểm trên, nhiều người đang di chuyển trên đường liên xã đoạn qua thôn trung tâm xã Đạ Cơ Nàng đã phát hiện ta luy đất cao giáp với rừng thông có dấu hiệu sạt lở. Một số người đã dừng lại để cảnh báo người qua đường và các hộ dân ở xung quanh. Chỉ khoảng 1 phút sau, toàn bộ bờ ta luy đất cao khoảng 10 mét bị sạt xuống. Hàng trăm mét khối đất tràn ra đường gây chia cắt đường liên xã. Vụ sạt lở đã khiến một người đàn ông ngoài 30 tuổi tử vong tại chỗ, một người khác bị thương rất nặng đã được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng, máy móc khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ sạt lở. Thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 9 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Vào chiều ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức lễ ra quân huấn luyện diễn tập chung phòng chống khủng bố giữa Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc. Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về việc đồng ý tổ chức diễn tập chung phòng chống khủng bố giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an Việt Nam với lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được giao tuyển chọn và tổ chức huấn luyện giai đoạn trong nước từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4.
Kết thúc giai đoạn huấn luyện trong nước, Bộ Tư lệnh đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an thành lập lực lượng chính thức tham gia huấn luyện diễn tập tại Trung Quốc từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 năm 2024. Đến nay, công tác huấn luyện diễn tập trong nước đã hoàn thành theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tuyển chọn hơn 60 cán bộ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm có trình độ, kỹ năng tác chiến tốt nhất, sẵn sàng tham gia phối hợp diễn tập tại Trung Quốc. Đây là dịp để trao đổi, học tập kinh nghiệm, cọ sát, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ huy điều hành, tổ chức huấn luyện và chỉ huy tác chiến, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật, khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ, đồng thời tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống của hai đảng, hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2024, truyền hình Công an Nhân dân có những ghi nhận về công tác chiến đấu, xây dựng của lực lượng các chiến sĩ cảnh sát nhân dân trong thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các tỉnh thành phía Nam. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, lực lượng cảnh sát nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương chiến lược, chính sách pháp luật về phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động đổi mới sáng tạo, quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm. 62 năm đã trôi qua, những kết quả công tác của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân tại các tỉnh thành phía Nam nói riêng đã góp phần rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Trong thời gian vừa qua, lực lượng công an thành phố đã nỗ lực phấn đấu thi đua đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chúng ta đã góp sức vào việc ổn định chính trị trên địa bàn thành phố để phát triển kinh tế cho thành phố sau cái đại dịch. Chúng ta thấy những cái việc rất lớn, đó là chúng ta khám phá những chuyên án rất lớn. Chúng ta đã kéo giảm cái tội phạm hình sự và các cái tội phạm mà trước kia phải nói là gây nhức nhối trong dư luận và gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đó là tội phạm đường phố, tội phạm tín dụng đen, tội phạm về ma túy, vân vân. Và công an thành phố đã lập rất nhiều chiến công từ thầm lặng đến công khai để giữ gìn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự cho thành phố. Cụ thể, hàng trăm vụ án về tín dụng đen, các đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến hàng ngàn phần trăm, đòi nợ thuê bằng cách khủng bố tinh thần gây nhức nhối dư luận đã được lực lượng cảnh sát đóng quân tại các tỉnh thành phía Nam đấu tranh triệt phá, như vụ án nấp bóng công ty luật Pháp Việt để hoạt động đòi nợ thuê. Đường dây tín dụng đen do Bulgevsky Tumo, sinh năm 1990, quốc tịch Ukraine cầm đầu. Các vụ án liên quan đến vay nặng lãi tại công ty Digital Credit, công ty trách nhiệm hữu hạn Sophie Solution, hàng chục ứng dụng công nghệ cho vay đã bị phát hiện đánh sập với hàng ngàn đối tượng liên quan. Thức thủ đoạn là không tập trung vào một công ty mà chia nhỏ ra rất nhiều công ty. Như cái vụ án chúng tôi phá là các đối tượng chia ra là 4 công ty hoạt động được ở những cái chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Cho nên là qua cái quá trình mà kiểm tra hành chính đơn thuần thì rất khó phát hiện ra các cái đối tượng này hoạt động phạm tội. Các đối tượng là cho vay là ít, nhưng cái lãi suất phần trăm tính theo ngày thì rất lớn, lên đến 1.970%. Mặc dù các đối tượng ngụy tạo về cái lãi suất là rất nhỏ, nhưng các cái khoản phí các đối tượng nại ra để mà thu của người vay là rất lớn. Cùng với đó, có hàng chục ngàn vụ phạm tội về trật tự xã hội, phạm tội về ma túy, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao đã được lực lượng cảnh sát điều tra khám phá. Tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ, số người chết do tai nạn giảm dần theo từng năm. Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được nhân rộng. Các tổ liên gia phát huy hiệu quả của lực lượng tại chỗ trong phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát nhân dân đã tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là thần tốc hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai chiến dịch cấp căn cước gắn chip điện tử cho công dân, đồng thời phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Thuận lợi nhất hiện nay là cái tiếp nhận thông tin về cái phản ánh về an ninh trật tự trên VNID, có thể thông báo lưu trú, và hiện nay là các thủ tục về giải quyết về cư trú cũng có thể thực hiện trên VNID. Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những vận hội thời cơ thuận lợi và thách thức
khó khăn đan xen, đi đôi với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Quá trình hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ là sự xuất hiện những loại tội phạm mới trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội như tội phạm an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm môi trường và không ít những vấn đề xã hội mới phát sinh gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, hơn lúc nào hết, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng, phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, hết lòng hết sức, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân.